går ikke. Han er jo ikke. Cháu ở đây nha, để cô đi tìm cây móc cá. Mày đi đâu rồi? Mẹ con đi Trung Quốc. Mẹ con mày đi đâu rồi? Mẹ con đi Trung Quốc rồi. Đi dừng lên mày, mày ở đất của tao luôn mày, giờ toàn mày nói. Người mày đi đâu rồi? Con này bỏ ra đây mày, ở đất của tao. Người mày đi đâu bao nhiêu tháng trời mà không về. Tao là con nghiệt diều lắm mày. Thế con mày đi có để tiền cho mày không? Mẹ con đi, mẹ con không để tao đâu. Con có tiền đâu, mẹ con đi Trung Quốc trở về đâu. Thôi con là mày cố đi khẩn chết. Mày mày mày. Quay mày cũng là mấy tháng, cái mày đi cả Trung Quốc à? Mày con mày cũng bao nhiêu tháng? Ây da, cái này chắc là diều sao ấy. Chắc là diều đấy. Chắc còn một ít. Nó để ở đây chứ. Ở đây rồi. Ở đây rồi.
cháu cầm lên để cô xem. Cá to thế chắc lại đi bán cho bà kia rồi nhỉ. Cái này cái gì đây? Cá chê ba. À. Hai con cá chê à? Một con cá chép nữa nhờ. Bác xem lấy cái nào. Bác lấy một con. Con to nhờ. Con này hơi bé. Để cho bác cả hai con đi. Bốn cân dưới cháu ạ. Cái này 450 bác ạ. Ừ. Thế bác trả nha. Đây. Cảm ơn nhá. Vâng. Hai đứa này đi bắt cá ở đâu rồi, con to thế nhỉ? Được. Bắt ở đâu đấy? Con to đấy. Bắt ở ngoài đồng kia. Thế bán bao nhiêu? Con này chắc tầm khoảng 9 lạng, cháu lấy bác 50 thôi. Bán cho ít đồ với.
tôm nhà bác nhỉ? Đây, tôm đây. Sứa. Có mì mì trứng vàng không? Có. Đây là mì trứng vàng đây à? Vâng. Mỗi hộp này là bao nhiêu tiền? 100.000 ạ. 100.000 ạ. 100.000 ạ. Cho lấy cho ít ít sứa. Sứa này là mỗi câu là bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000 ạ. Sứa tổng là 130.000 nhỉ. Cháu chuyển khoản nhé. Má của bác đẹp. Đây má đây. Để cháu quét nhé. 130.000 nhỉ. Vâng. Đây nhé, cháu chuyển này. Được rồi không? Được rồi, đây. Thành công rồi nhé. Đồ của cháu đây. Rồi, cháu xin nhé. Cháu chào bác nhé. Đúng rồi, cháu lại qua mua. Vâng. Hôm nay mình đi bắt cá lạnh nhất nè, nhưng mà cũng may là được cá to. Hôm nay cũng quên phần ăn của cái việc này. Ở nhà không? Có. À. Hai em đang làm gì ấy? Em đang nhóm bếp. À. Hai em đang nhóm bếp à? Vâng. Thấy đó chú. Ừ. Anh ngồi đây. Anh ngồi đây được không nhỉ? Vâng.
Đến thăm hai em tí có chút quà. Dạ, em cảm ơn. Hai cô chó vừa đi đâu về nhóm lửa người ướt hết này? Bọn em đi bắt cá về. À. Ngồi đi trên đây ngồi đi. Vâng. Người vẫn ướt nhỉ. Chắc hôm nay lại đi làm cái gì bắt cá tận đâu? Bọn em đi bắt cá ở trên kia. Được không? Cũng được. Đâu cá đâu? Bọn em bán hết rồi. Hôm nay đi bắt được những loại cá gì? Được cá chê, cá chép. Anh uống nước rồi. Ừ, uống nước đi. Mời hai em uống nước nhé. Anh uống nước. Thế là... Công tác ở đâu mà có thời gian về thăm cô cháu? À, chú công tác trên này có công trình, nhận cái công trình trên này. Có giờ nghỉ là tranh thủ qua thăm hai cô cháu. Vâng. Thế là vừa đi bắt cá về đấy nhỉ? Vâng, cũng đi bắt tận đâu sao? Đi bắt ở ngay cánh đồng này. Cánh đồng trên này? Vâng. À. Mới có hai cô cháu ở đây nhỉ? Vâng. Cũng người bán nước ạ. Ừ, cháu cũng uống đi. Đây, hôm nay sang thăm có tí mì tôm với lại tí dứa cho hai cô cháu. Cô cũng không có biết mua cái gì, mua mì tôm với dứa thôi. Ừ. Đã ăn uống gì chưa? Vừa về đến chưa ăn gì đâu. Hai cô cháu chưa ăn gì đâu nhỉ? Vâng. Uống tạm hộp dứa vào đi, không đói, quần áo ướt nên lạnh này nhé. Này, bóc ra uống đi. Còn... Uống đi, không là lại đói. Uống đi, hai em uống đi. Vâng. Này, anh uống đói. Đi. Ôi, cái này anh vừa ăn cơm xong rồi. Cái này anh không dùng đâu, cứ để đấy cho hai em dùng. Uống đi, uống vào cho nó đỡ đói đi, không lạnh này nữa. Nhà em trồng ngô với trồng rau cải à? Vâng. Xem nào, anh ra xem nào. Dẫn anh đi xem nào, tham quan tí nào. Đây là trồng được nhiều rau phết nhỉ. Cái này là em trồng à? Vâng, em đỡ 6 trồng. À. Rau cải tốt phết nhỉ? Vâng. Cái này em trồng lâu chưa? Ngô này đến nhỉ? Đến tận kia cơ. Đây, vườn sắn đấy không nhỉ? Dạ. Khá tốt nhỉ? Nó cũng đẹp hết. Rau cải này là trồng được mấy tháng rồi em? Trồng được 2-3 tháng rồi ạ. Ừ, 2-3 tháng rồi ạ. Cũng tốt phải nhỉ? Cái này vừa cho do xuống nhỉ? Dạ. Đẹp phết. Yên tính phết nhỉ? Dạ, hơi vắng nhỉ? Hơi vắng nhỉ? Buổi tối... Em buổi tối ngủ này có chăn đắp ấm một chứ không có anh mang ra cho không có đây có à không có để hôm nào anh đi mua cho một cái nhé à, thế chắc cũng muộn rồi anh còn sắp đến giờ làm rồi anh cũng xin phép về thôi nhé hôm nào anh lại sang thăm với cô cháu cứ vào trong đây. Ừ. Vâng. Chào nhá.